Children are the most vulnerable group to pesticides. Long-term impacts of pesticide exposure are linked to childhood cancer, autism, lowering of IQ, and other learning disorders among children. School in rural areas which are surrounded by farms becomes the focal point for pesticide poisoning. One of the students that was badly affected during the recent incident was Kin Ratha. Hi, Ningkyom. មានការពុលពីថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតហើយកាលពីពីឆ្នាំមុនកាលនឹងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7គឺនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយនៅពេលនោះគ្រាន់ហើយក្លិនឆ្នាំពុលនឹងដែលវាចេះមកពីស្រែដែលកសិករក៏កំពុងតែបាញ់ថ្នាំរបស់គាត់ដាញ់ស្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគឺបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់ហើយដូចខ្ញុំហ្នឹង មានការពលដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលវល់មុខចង់ខ្អួតដូចធីងធងចឹងបលាអានេះភុំខ្លាំងដល់ពេលតូនរបស់វាទៀតទៅបាទនិយាយពីផលប៉ះពាល់ការបាញ់ថ្នាំនៅពេលម៉ោងខ្ញុំបង្រៀនមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សិស្សរបស់ខ្ញុំដូចជាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលបាទចុកពោះបាទហើយនឹងវល់មុខនៅពេលដែលគាត់មានការបែបហ្នឹងខ្ញុំបំប្រុសឲ្យគាត់ជិះក្រៅថ្នាក់ Poor ampil primary school has been monitored by CEDAC for pesticides used in various villages. Pesticides found include chlorpyrifos, glyphosate, lambda-cyhalothrin, and cypermethrin, which have been linked to harmful effects on growing children. But when tham nung mau pi thai krom hun bai an won, ma krai pi pra nung ri ya pel bai bon tham krai mau yeng pra tham moi tiet bo krom hun lui pong. The children in Dongdaet Primary School were taught from early on the harmful effect of highly hazardous pesticides and to move towards alternative methods used in organic farming. Được rất nhiều phụ huynh hưởng ứng tham gia và đồng thời cũng đã tuyên truyền bằng các nhiều hình thức và bằng các buổi truyền thông. Đồng thời cũng tuyên truyền bằng các cái băng rôn khẩu hiệu để hàng ngày phụ huynh có thể đi qua và xem và để có thể nắm được. Dạ về em có nói cho bố mẹ về thuốc trừ sâu là có tốt hơn những loại thuốc hóa học kia. Về bảo bố mẹ là thay sử dụng cái thuốc trừ sâu ấy và bỏ thuốc trừ sâu kia đi để đỡ ảnh hưởng đến môi trường. Trong quá trình giảng dạy thì tôi đã tổ chức cho học sinh học và tổ chức các lớp học vào các buổi chiều và tổ chức hướng dẫn cho em các kỹ thuật để làm thuốc trừ sâu sinh học và quy trình làm bột hầm chuối. Và sau khi mỗi cái kỹ thuật mà tôi hướng dẫn thì tôi đã tổ chức cho học sinh thực hành. Tổ chức luôn để học sinh thực hành và lấy cái sản phẩm đó để ứng dụng vào trong thực tế tại ngay trường và trong gia đình. CEDAC has been actively providing training to the students, teachers and farmers in the poor village on the highly hazardous pesticides. Following the training, they started informing the farmers who have farms around the school to stop spraying pesticides during the school days. Some of the farmers stopped farming altogether and the rest only sprays pesticides on weekends. បើសិនជាខ្ញុំបន្តនៅប្រើថ្នាំពុលហើយនឹងជីគីមីហ្នឹងគឺខ្ញុំអនាគតទៅនឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាប៉ះពាល់ដល់កូនដល់សុខភាពកូនខ្ញុំពីព្រោះសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅជីធម្មជាតិរបស់យើងដូចកាលពីសម័យមុន To reduce the exposure of pesticides in schools, we urge that authorities set up a 1 kilometer or more pesticide-free buffer zone around schools. Pesticide users and farms using pesticides near schools should be supported to move towards non-chemical alternatives and agroecology.